vô Luân Ma Chủ tập 68 Có điều ngay lúc Hà Hậu Vô Giang định mở miệng nói gì đó Sở hữu lại không buồn lên tiếng trực tiếp xuất quyền đánh tới Thiên tuyệt địa diệt phong ngã sát quyền Dường như thi triển tích cực hạn Sát đi đỏ thẫm nhưng cường tụ thành thực chất Đánh về phía Hạ Hậu Vô Giang Thấy cảnh này Hà Hậu Vô Giang không khỏi mắng thầm một tiếng Tên này đúng là một tên tâm thần Cùng một phản ứng với phụ thần của hắn Thân hình nhanh chóng thôi lui Hạ hầu vô giang hai tay kết ấn, anh kim quyền thần bộc phát. Mặc dù hạ hầu vô giang còn chưa làm được như phụ thân của mình, dùng lực lượng nguyên thần khống chế thiên địa, nhưng tu vi ngự thần thuật của hắn cũng hết sức mạnh mẽ, dùng tinh thần lực dùng hợp chân khí như mũi tên bắn về phía sở hưu. Một tiếng nổ lớn vang lên, thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền của sở hưu trực tiếp đánh nát mũi tên nguyên thần, khiến cho hạ hầu vô giang không khỏi cao mày. Hạ hầu vô giang cũng biết vì lực của thiên tuyệt địa diệt phong ngã sát quyền. dù sao môn võ công này trên giang hồ không ít người đều biết. bên đông tề cũng có cao thủ quần cũ biết môn võ công này. thậm chí hạ hầu vô giang đã thấy bọn họ thi triển qua. có điều cho dù những võ giả trong quân đội đông tề cũng không có tu vi thiên tuyệt địa diệt phong ngã sát quyền kinh khủng như đến vậy. người trước mặt rốt cuộc là ai? không ngờ lại ngưng tụ được sát ý kình thiền tới như thế. có điều hạ hầu vô giang lúc này cũng chẳng hề chán nản con người luôn có nhược điểm riêng của mình về mặt sức mạnh trước người trước mắt quả thật kinh khủng nhưng người thần thuật của hạ hầu thị bọn họ lại không phải là có chút uy năng như vậy thôi ngay khi mũi tên nguyên thần bị nổ tan một vệt kim quang bộc phát từ vụ nổ cương khí bắn thẳng tới khiếu huyệt mì tâm của sở hưu cái vệt sáng vàng kim này là lực lượng nguyên thần thuần túy nhất của hạ hậu vô giang một khi tiến vào cơ thể đối phương sẽ lập tức áp chế tinh thần lực của kẻ địch biến hắn thành con rối của chính mình nhưng ngay lúc ánh kim tới người hai mắt của sở hữu diễn hóa thành vực thẳm vô biên thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp được thi triển ra tinh thần lực hùng hồn lập tức khuấy nát ánh kim của hạ hậu phù giang do tinh thần lực của bản thân vẫn có chút liên hệ với ánh kim nguyên thần cho nên bên phía hạ hậu phù giang cũng chịu ảnh hưởng hắn trên kẽm một tiếng lùi lại vài bước Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể thoải mái triệt tiêu lực lượng nguyên thần của hắn như vậy, tinh thần lực đối phương rõ ràng đã cường đại tới mức nhất định, thậm chí đủ để chống lại được hắn. Nhưng trước đó, vì lực của sát quyền lại khiến hạ hậu vô giang cho rằng đối phương am hiểu sát pháp cận chiến, không ngờ đối phương còn biết cả bí pháp tinh thần lực. Hà hậu vô giang thầm hồ không ổn, thân hình lập tức lui lại phía sau. Mặc dù trước kia hà hậu vô giang hết sức tự phụ, nhưng sau hai lần chịu thiệt dưới tay sở hưu trong lòng của hắn cũng dần tỉnh ngộ không kiêu ngạo quá đáng nữa người thần thuật bọn họ khi đối mặt với võ giả không tinh thông bí pháp nguyên thần rất dễ đối phó khi đối mặt với võ giả tinh thông bí pháp nguyên thần vẫn rất thoải mái dù sao theo hà hầu thị bọn họ không thấy ngự thần thuật của mình yếu hơn bất cứ ai thứ khiến võ giả hà hầu thị cảm thấy khó giải quyết nhất là võ giả như người trước mặt đây về mặt tinh thần lực đối phương có yếu hơn hạ hậu thị một chút cũng không sao chỉ cần miễn cưỡng ngăn cản được ngự thần thuật là được nhưng đối phương còn tinh thông sát pháp cận chiến cường đại một khi để đối phương áp sát về võ giả hạ hậu thị chỉ có thể gặp ác mộng mà thôi hiển nhiên sở hữu hiện tại đang là như vậy hạ hậu vô giang gây không ít phiền toái cho y lần này sở hữu không định buông tha cho hạ hậu vô giang sở hữu từ từ áp sát lại hạ hậu vô giang mỗi bước đều vượt qua khoảng cách vài trượng. Lúc này quanh người hắn, một nửa Phật quang, một nửa ma diễm, thanh khiết xen lẫn với tà ác, nhưng lại có vẻ hết sức hài hòa. Tay niết ấn quyền, sở hữu đánh từng ấn tới, mà khi cùng Phật quang quanh người của y ngừng tụ thành một hư ảnh quỷ dị, dáng vẻ vừa trang nghiêm vừa tràn ngập ma diễm. Đại kim cương thần lực, Mà la kim cường tướng. Phật quang cùng ma khí đan xen nghiền ép, hà hậu vô sang bị đánh cho phải lùi lại từng bước một người thần thuật của hắn còn chưa kịp thi triển đã bị đối phương hoàn toàn trấn áp ánh sáng vàng kim trải rộng quanh người hạ hậu vô giang có điều không phải để công kích mà là để phòng ngự người thần thuật của hạ hậu thị có tính công kích cực mạnh còn lúc này vừa giao thủ hạ hậu vô giang đã bị sở hữu ép tới mức chỉ có thể phòng thủ có thể thấy hôm nay hắn chịu áp lực lớn đến nhường nào thấy đối thủ từ từ ép tới hạ hậu vô giang hắn cắn chặt răng ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn phật ma đồng tu trên giang hồ mặc dù không nhiều người theo con đường này nhưng cũng không ít đặc biệt là đệ lục thiên ma tông tất cả võ giả đệ lục thiên ma tông đều là phật ma đồng tu cho nên hà hậu vô giang vô thức cho rằng đối phương là võ giả đệ lục thiên ma tông bởi vì đối phương cực ít khi tới trung nguyên nên mình mới không biết có điều giờ thân phận đối phương ra sao đã không quan trọng nếu cứ để đối phương áp chế như vậy e là không kịp đợi đến lúc phụ thần cứu viện hắn sẽ gặp nguy hiểm ngay cho nên hạ hậu vô giang trực tiếp vận dụng lực lượng nguyên thần cứng rắn đỡ lấy một chiều của sở hưu nhưng do lực lượng bản thân hắn quá yếu nên vẫn bị đánh bay vài trượng phun ra một ngụm máu tươi có điều hạ hậu vô giang như là cố ý chịu đòn hai tay kéo ngang cường khi ngừng tụ thành từng sợi dây đàn tiếp đó toàn bộ tinh thần lực của hắn đều dung nhập vào hai tay gẩy lên dây đàn từng tiếng nổ vang truyền tới bên tai sở hưu ngự hồn cầm âm môn công pháp này của hạ hầu thị dùng cương khí hóa thành dây đàn nhưng thực tế lại là dùng tinh thần lực đánh đàn tấu mỗi bước đều tràn ngập sát cơ đáng tiếc có làm vậy cũng vô dụng thôi ấn quyết trong tay sở hưu biến ảo từ ma la kim cương tướng biến thành hộ pháp kim cương hàng ma sử hoàn toàn do cương khí ngưng tụ thành âm âm đánh xuống trên để phá tan dây đàn cương khí của hạ hầu vô giang hạ hậu vô giang không kịp ngăn cản đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi không biết là thụ thường thật hay là uất ức lúc này hạ hậu trấn bên kia thấy hạ hậu vô giang bị đánh cho phun máu thật sự không thể tin nổi Thần đã phụ thần hắn đương nhiên biết thực lực nhi tử của mình ra sao cho nên hạ hậu trấn cũng yên tâm chỉ cần không gặp phải mấy vị trong mười hạng đầu long hồ bảng hạ hậu vô giang đều có thể chiến thắng thế nhưng giờ tình thế hoàn toàn khác nhìn bộ dáng của hạ hậu vô giang hiện tại đã thua rất thê thảm, thậm chí hết sức nguy hiểm, cho nên Hạ Hậu Trấn chỉ muốn quay lại cứu viện cho Hạ Hậu vô giang. Có điều tư đồ lệ vẫn kéo chặt lấy hắn, không cho hắn chút cơ hội. Việc này khiến Hạ Hậu Trấn càng thêm lo lắng hơn. Hắn đã gia chủ Hạ Hậu Thị thế hệ này. Trong đời sau, Hạ Hậu Trấn cũng muốn nâng Hạ Hậu vô giang lên vị trí của mình, để chỉ của hắn triệt để trở thành chi chính trong Hạ Hậu Thị. Đương nhiên, tiền đề là Hạ Hậu Vô Giang có thể đảm nhiệm vị trí này đồng thời còn phải sống đến lúc tiếp nhận vị trí này mới được chỉ có điều giờ hạ hậu vô giang đã vô cùng nguy hiểm cho nên hạ hậu trấn cắn răng không để ý tới mọi thứ khác một lòng muốn cứu viện cho con trai mình dù sao đây cũng là hy vọng nửa đời sau của hắn mặc dù hắn không chỉ có một đứa con là hạ hậu vô giang nhưng người có thiền phú kế thừa vị trí gia chủ lại chỉ có mình hạ hậu vô giang mà thôi hạ hậu vô giang đang tràn ngập nguy hiểm hà hậu trấn lạnh lùng nhìn tư đồ lệ quát lớn vô tướng ma tông các ngươi định không chết không thôi với hà hậu thị chúng ta hay sao tư đồ lệ nhau mắt cười lạnh mà nói không phải vô tướng ma tông muốn không chết không thôi với người, mà là hà hậu thị các ngươi muốn đối nghịch với ma giáo chúng ta ngươi không muốn con mình chết có đúng không vậy thì được thôi đơn giản lắm giờ ngươi lập tức dẫn người của hà hậu thị rời khỏi phu ngọc sơn bên này ta lập tức buông tay ngay ngươi có dám không Hạ Hầu Trấn mặt mày âm trầm không nói gì, đương nhiên là hắn không dám. Phải biết giờ đã không phải phần tranh giữa cụ đại kiếm phái và ma đạo nữa, mâu thuẫn hài bên đã bị đẩy lên thành đại chiến chính ma. Lúc này các thế lực tham gia chiến đấu đều đại biểu cho tông môn chính đạo, ở đây chỉ có số ít các môn phái như Thiên Hạ Minh không động thủ mà thôi. Hạ Hầu Thị bọn họ ra tay cũng ra tay rồi, nếu giờ bỏ giờ giữa chừng vậy là sao? Dùng bỏ giới chính đạo à? Thành danh Hạ Hầu Thị bọn họ sẽ rớt xuống cả ngàn trượng đấy. Hạ Hầu Thị không phải Hạ Hầu Thị của mình Hạ Hầu Trấn, cho nên mọi quyết định của Hạ Hầu Trấn đều phải phù hợp với lợi ích của Hạ Hầu Thị mới được. Nếu hôm nay Hạ Hầu Trấn dám nhìn việc con mình mà lựa chọn dẫn người rời khỏi Phù Ngọc Sơn, ảnh hưởng tới thanh danh của Hạ Hầu Thị, vậy sau khi trở về Hạ Hầu Thị, hắn cũng không cần làm gia chủ Hạ Hầu Thị nữa. Một kẻ vì tư dục mà không để ý tới lợi ích Hạ Hầu Thị không xứng đáng làm gia chủ nhưng nếu bỏ mặc con mình bị người ta giết chết như vậy hạ hậu trấn cũng không làm được lúc này hạ hậu trấn đột nhiên nghĩ ra điều gì hắn trực tiếp thét lên với hạ hậu vô giang trốn mau chạy trốn khỏi phù ngọc sơn hạ hậu thị không thể trốn nhưng hạ hậu vô giang lại có thể dù sao hắn cũng chỉ là một võ giả tiểu bối không đại biểu được toàn bộ hạ hậu thị lâm chiến bỏ chạy cùng lắm hạ hậu vô giang chỉ tốn thật chút thanh danh mà thôi dù sao với võ giả tiểu bối như hắn thương như thành danh sau này có thể bù đắp lại được hạ hầu vô giang lúc này cũng đang kinh hãi cho dù hạ hầu trấn không nói hắn cũng muốn chạy trốn người trước mắt đã tù luyện cả lực lượng và tinh thần lực tới mức cực hạn đủ để áp đảo hạ hầu vô giang trên mọi phương diện hạ hầu vô giang không phải kẻ ngốc liều mạng với đối thủ như vậy rõ ràng là tự tìm đường chết cho nên hắn trực tiếp quay người bỏ trốn không hề do dự Thấy động tác này của hạ hầu vô giang, sở hữu cười lạnh một tiếng. Lần này nếu hạ hầu vô giang còn đào tẩu được, trừ phi có đại khí vận. Đương nhiên cảnh giới hạ hầu vô giang tiến bộ rất nhanh. Thực ra nếu xét sức chiến đấu bản thân, hạ hầu vô giang còn không bằng nhiếp đồng lưu. Nội tình căn cơ của hắn đều quá kém. Hạ hầu thị chủ tu tinh thần lực, nhưng thứ này vốn cần rèn luyện trong thời gian dài. Hạ hầu vô giang bước vào cảnh giới ngũ khí triều nguyên là nhờ ngoại vật, còn chưa kịp tôi luyện tinh thần lực của bản thân cho nên cảnh giới hiện tại còn khá kém cỏi cho dù sở hữu che giấu tung tích không thể vận dụng thiên ma vũ cùng võ công như quái mạn cựu tự quyết cũng có thể thoải mái áp đảo hạ hầu vô giang sở hữu quanh người bừng lên ma khí mãnh liệt bao phủ khắp quanh người cùng lúc đó hai mắt của y hiện lên màu đỏ rực chỉ chớp mắt đã bước vào vòng ngã sát cảnh tốc độ đột nhiên tăng vọt trực tiếp đánh về phía hạ hầu vô giang mà khi cuồng bạo cùng sát khí ngưng tụ quanh người sở hữu liên tục đánh về phía hạ hầu vô giang cơ hồ bỗng truyền ra mỗi quyền đánh ra hạ hầu vô giang đều phùn ra một ngụm máu tươi có điều hạ hầu vô giang vì giữ mạng cũng liều cả tính mệnh của mình hạ hầu vô giang cắn răng giờ ngón tay điểm lên trán một luồng sáng kim xèn lẫn khí huyết lập tức bùng lên công pháp thiêu đốt tinh huyết của hạ hầu thị cũng khác với những người khác những người khác chỉ đơn thuần thiêu đốt tinh huyết còn hạ hầu thị lại thiếu đốt cả nguyên thần cùng tinh huyết mặc dù tiêu hao càng lớn nhưng ủy lực lại càng mạnh mẽ chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube tuấn anh studio chỉ trong chớp mắt quanh người hạ hầu vô sang tỏa ra bảy luồng sáng vàng kim bắn tới các hướng khí tức giống hệt nhau khiến người ta không cách nào phân biệt thật giả sở hữu không hề nóng vội ánh mắt của y không còn sát ý thay vào đó là một cảnh tượng kỳ dị bao gồm cả nhật nguyệt tinh thần, thiền tử vọng khí thuật được sở hữu thi triển tới cực hạn, thân hình trong bài luồng sáng kim lập tức hiện lên rõ ràng không còn gì che giấu. Công pháp bỏ trốn này của Hạ Hậu Thị tên là Hóa Thần Thuật, thần điệm diễn hóa ngàn vạn, không có bất cứ lực công kích nào, chỉ đơn thuần là bỏ trốn giữ mạng. Có thể nói cho dù tông sư võ đạo cũng không nhìn ra huyền cờ trong đó, hoặc là tốc độ của người phải nhanh chóng tới mức cực hạn thì có thể đuổi kịp đánh tan từng luồng kim quang này, xem xét thật giả hoặc chỉ dựa vào vận may. Đáng tiếc, hạ hầu vô giang lại gặp phải sở hưu thiên tử vọng khí thuật có thể nói là công pháp khắc chế chiêu này của hạ hầu thị. Đuổi kịp thân thể của hạ hầu vô giang, sở hưu lại xuất quyền đánh ra, cơn khí còn chưa tới người sát ý cường đại đã khiến hạ hầu vô giang phun máu phá hủy kinh mạch trong cơ thể hắn. Sau khi thiếu đốt tình huyết nguyên thần, lực lượng bản thân của hạ hầu vô giang cũng đã hào tổn tới cực hạn. Vốn gì hắn đã không phải đối thủ, càng không nói tới còn bị áp sát phải chiến đấu cẩn thân với sở hưu. Chỉ có điều hạ hầu vô giang cực kỳ không cam tâm, chiêu thức của hắn không thể bị người trước mặt phá bỏ được. Cho nên, theo hạ hầu vô giang, chỉ có thể là người này may mắn, vừa vặn đuổi theo đúng hướng mà thôi. Nhưng tỷ lệ một phần bảy mà đối phương còn may mắn đoán đúng, vậy thì có phải chứng minh hôm nay trời muốn diệt hạ hầu vô giang hắn không? lúc này hà hậu trấn thấy hà hậu vô sang còn chạy cũng không thoát gương mặt dãy giụa quát lên với từ đồ đệ dừng tay hà hậu thị nguyện ý rời khỏi lần đại chiến chính ma lần này hà hậu trấn mặc dù không chỉ có một đứa con trai là hà hậu vô sang nhưng từ nhỏ đến lớn hà hậu vô sang đều do hắn bồi dưỡng rèn luyện cho tới giờ lần này nếu đổi thành đứa con khác hà hậu trấn sẽ còn cân nhắc giữa thân phận gia chủ cùng một đứa con trai rốt cuộc cái nào quan trọng hơn nhưng giờ người ở kia lại là Hạ Hậu Vô Giang, là Hạ Hậu Vô Giang mà hắn luôn dẫn theo từ nhỏ, tình cảm sâu đậm nhất. Hạ Hậu Trấn không muốn quyền lực nữa, cũng không thể mở mắt nhìn con trai của mình chết đi ở đây được. Cho dù sau đó Hạ Hậu Thị có truy cứu trách nhiệm của hắn thì cũng có sao chứ, cùng lắm là đời hắn tới một chức vị không mấy béo bở, không cho hắn làm gia chủ nữa mà thôi. Với tuổi ta cùng cảnh giới của Hạ Hậu Vô Giang hiện giờ, từng là muốn thành gia chủ cũng không khó khăn là mấy trong cùng thế hệ không ai thắng được hạ hầu vô giang dù sao chỉ cần còn sống là có hy vọng thế nhưng lúc này tư đồ đệ lại nở một nụ cười ác liệt nói bây giờ mới muốn thối lui sao muộn lắm rồi hạ hầu trấn gầm lên vô tướng ma tông các người muốn chết ư tư đồ đệ không hề e ngại trong thiên hạ đâu thiếu người muốn vô tướng ma tông ta chết thêm một hạ hầu thị các ngươi cũng chẳng nhiều đâu tư đồ đệ nói thật Ô tướng Ma Tông một lòng muốn trùng kiến cùng đồn bà Giáo. Có thể nói bọn họ đứng đối lập với toàn bộ giang hồ. Mặc dù người trong giang hồ đều biết chuyện này là không thể nào. Cho nên từ đầu vô tướng Ma Tông đã chuẩn bị sẵn để đối mặt với hận thù của giang hồ rồi. Giờ để thêm một hạ hầu thị không nhiều, bớt một hạ hầu thị cũng không ít. Quan trọng nhất là phương thức làm việc của vô tướng Ma Tông, hạ hầu thị có muốn tìm họ báo thù cũng chẳng thấy được. Lúc này, bên phía hạ hầu vô giang đã bị sở hữu ép tới cực độ, thời các sinh tử, hạ hậu vô Giang chợt khắn răng chợt cắn răng, hai tay kết thành một ấn quyết vô cùng phức tạp, bị tâm hiện lên một ký hiệu kỳ dị, vô số anh kim quyên thần hội tụ vào một điểm, ánh sáng đại thịnh, chỉ chớp mắt đã bao phủ lấy người của sở hưu. Hạ hậu vô răng bộc phát toàn bộ lực lượng nguyên thần của bản thân, do rằng định dùng hết lực lượng tinh thần của bản thân, chọi cứng với tinh thần lực của sở hưu, ý định lưỡng bại cầu thương. Cho dù sau đó hạ hậu vô răng không chết tinh thần của hắn cũng triệt để bị phế bỏ. Nhưng đáng tiếc, nếu hạ hậu vô giang vận dụng chiêu này trong thời kỳ toàn thịnh, sở hữu chắc chắn sẽ lựa chọn lùi bước bỏ trốn. Hạ hậu vô giang muốn liều mạng, nhưng sở hữu lại không muốn liều mạng với hắn. Đáng tiếc vừa rồi, hạ hậu vô giang đã thiêu đốt tình huyết, lực lượng nguyên thần cũng giảm sốt rất lớn. Lúc này muốn liều mạng cũng chẳng có vốn liều mạng. Hai mắt sở hữu như đầm lầy không đáy, thiên tuyển địa diệt di hồn đại pháp được thi triển tới cực hạn bao phủ lấy ánh sáng kim trong nguyên thần trực tiếp đối chiến với hạ hầu vô giang tinh thần lực song phương vừa tiếp xúc hạ hầu vô giang đã rên khẽ một tiếng ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ hắn đã nhận ra thân phận của sở hữu. tinh thần lực nhìn đi vô hình vô chất nhưng thực tế còn có đặc điểm rõ rệt hơn chân khí đừng nhìn đặc điểm này chỉ võ giả chuyên tu tinh thần lực như hạ hầu thị mới phát hiện ra được Hạ hậu vô sang ngày trước từng va chạm tinh thần lực với sở hưu trên thần binh đại hội, cho nên giờ tinh thần lực song phương vừa tiếp xúc, hắn đã lập tức nhận ra thần phận của sở hưu. Võ giả ăn mặc theo kiểu ma đạo này, không ngờ lại là sở hưu. Hạ hậu vô sang muốn hô to lên, muốn gọi ra thần phận của sở hưu. Nơi này là đại chiến chính ma, chỉ cần sở hưu bại lộ thần phận, chính đạo sẽ khiến chỗ y không còn đất dùng thần. Đáng tiếc, giờ tất cả tinh thần lực của hắn đều quân lấy sở hưu, Đừng nói là thét lớn Hắn thậm chí không thể nói ra một chữ Theo màu đen trong mắt sở hưu Càng ngày càng đậm đặc Tinh thần lực do tiên tuyệt địa diệt Dì hồn đại pháp mang tới Được sở hưu thi triển tới cực hạn Tiếng nổ lặng lẽ vang lên Hạ hậu vô sang rên khẽ một tiếng Tinh thần lực bị xoắn vặn tiêu diệt Thật khiếu chảy máu Nhánh mắt đã không còn hơi thở Ngã trên mặt đất Thế nhưng trong mắt hắn vẫn tràn ngập vẻ không cam lòng Chỉ kém một câu thôi hắn đã có thể khiến sở hưu thân bại danh liệt. Câu nói cuối cùng của hạ hậu vô giang, từ đầu đến cuối không thể ra khỏi miệng, đã bị sở hầu giết chết. Mà lúc này hạ hậu trấn đã cực kỳ phẫn nộ. Thành niên giấu tài, trung điền mới bộc độ năng lực, trở thành gia chủ hạ hậu thị. Hạ hậu trấn cũng là kẻ có giá tầm rất lớn. Trong trực hệ của hạ hậu thị, không chia chi chính với chi phụ. Theo lý luận, chỉ cần là võ giả trực hệ của hạ hậu thị, biểu hiện của người ưu tú là người có thể thành gia chủ ngay. Trên đầu này thật ra rất có lợi cho hạ hầu thị, mặc dù tăng thêm sức cạnh tranh, nhưng cũng dễ dàng lọc ra người thật sự ưu tú để thừa kế. Nhưng hạ hầu trấn vẫn luôn muốn biến hạ hầu thị thành của riêng hắn, khiến những trưởng não vướng víu kia cút hết. Toàn bộ hạ hầu thị đều phải tôn chi của hắn làm chủ. Chi tiết mộng tưởng của hạ hầu trấn giờ đã hoàn toàn vỡ tan. Mặc dù hạ hầu vô giang có rất nhiều thiếu sót nhưng điểm tốt duy nhất của hắn Chính là thiên phú Thiên phú đủ cười nhạo tất cả đệ tử thế hệ trẻ tuổi Trong hạ hầu thị Trong số con trai của hạ hầu trấn Có lẽ người có thể hiểu chuyện hơn hạ hầu vô giang Nhưng trong giang hồ Dùng thực lực luận bàn thành bại Không có thực lực tất cả đều là vô nghĩa Hạ hầu trấn nổi giận Bắt đầu điên cuồng tấn công tư đổ lệ Muốn giải quyết hắn Sau đó tới giết sở hưu Có điều tư đổ lệ thấy đã đạt được mục đích Lại vừa đánh vừa dây dưa Võ công của vô tướng Ma Tông vô cùng quỷ dị Hết sức am hiểu tình huống như hiện tại Mà bên phía sở hưu Đã giết được người đầu tiên muốn giết Có điều y cũng khôi phục lại thân phận sở hưu Mà đưa mắt nhìn sang phía nhiếp đồng lưu Đối với sở hưu Hắn là người của quan trung hình đường Không đứng về phía chính đạo cũng không sao Hắn làm giống như vậy Những người của thiên hạ minh như tạ tiểu lâu Đứng trung lập không ai nói gì hết Vừa rồi hắn dùng thân phận chính đạo Ra tay cứu người của ba sơn kiếm phái lại giết cầu tương tử Như vậy là đã đủ Làm đáo động hơn lại chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu Chỉ có điều bên phía nhấp đồng lưu để khiến sở hữu thất vọng So với hạ hầu vô giang Nhấp đồng lưu cẩn thận hơn nhiều Theo sát sau đừng những tông sư võ đạo Bắc Yên Không hề liều lĩnh Khiến sở hữu không tìm ra cơ hội xuất thủ Lục tiên sinh tới bên sở hữu trầm ngầm nói Nhấp đồng lưu này cũng là kẻ đáng gờm Cũng giống phụ thần hắn nhấp nhần long Đều không dễ trêu Hạ hầu vô giang mà người vừa giết cùng đám chỉ là một thiếu gia ăn chơi phách lối chỉ biết dựa vào thiên phú và thân phận không có chỗ dựa là hạ hầu thị thành tựu cũng chỉ có hạn nhưng nhiếp đồng lưu này lại không đơn giản giờ mặc dù là hắn là thiếu trang chủ tụng nghĩa trang nhưng cho dù không có thân phận thiếu trang chủ đó hắn vẫn có thể sống thoải mái giữa giang hồ này sở hữu gật nhẹ đầu y và nhiếp đồng lưu kết thủ kết oán đã lâu đương nhiên biết nhiếp đồng lưu là người thế nào cho nên y mới càng muốn tìm một cơ hội để diệt trừ kẻ này đi chỉ có điều giờ xem ra không có cơ hội này rồi có điều lúc này lục tiên sinh lại chọc chọc sở hưu mà nói kẻ thù này ngươi không giải quyết được trong bằng đội sang giải quyết kẻ khác dù sao ở đây cũng có không ít cơ hội xuất thủ trong đoạn chiến thế này cũng không ai nghi ngờ tới ngươi sở hưu sừng sốt nói ngươi nói bà sơn kiếm phái sao lục tiên sinh khinh thường nói cái đám rác rưởi bà sơn kiếm phái cũng coi là kẻ thù của ngươi sao ta đang nói người kia kìa sở hưu suy nghĩ thấy cũng đúng cứ nhìn bộ dáng sầm phu tử lại biết trình độ của ba sơn kiếm phái ra sao người như vậy quả thật không có tư cách làm kẻ thù của y nhưng theo hướng ngón tay lục tiên sinh y thấy một lão tăng tùy tuổi đã già nhưng phi thường dũng mãnh chém giết liên tục vài võ giả dưới mà đạo sở hưu cao mày nói lão hòa thượng này là ai lục tiên sinh cười lên quái dị người giết đầu đệ của người ta giờ lại chẳng nhận ra sư phụ sao hắn chính là sư phụ của hòa thượng bình trần chết trên tay của người lúc trước trường đạo kim cương viện tuệ chân người này không có tiếng tăm gì trên giang hồ thậm chí trong đại quang minh tự cũng lặng lẽ vô danh có điều đạo giả này cũng rất có uy vọng thậm chí ngày thủ tọa kim cương viện hư ngôn ngày trước cũng được hắn chiếu cố qua sở hưu gật nhẹ đầu ánh mắt nhìn về phía tuệ chân đang mang theo chút sát ý thủ hận dự y và đại quang minh tự bề ngoài là đã giải quyết dù sao thủ tọa của vọng niệm thiền đường của đại quang minh tự hư vân cũng đã lên tiếng nhưng thực tế thì sao? Nam võ giả đại quang minh tự này vẫn ngứa mắt với sở hưu, thậm chí là rất căm hận. Từ chuyện trên đôi đài đám sư huynh đệ của Minh Trần thay phiên lên khiêu chiến, y đã biết suy nghĩ của đám võ giả đại quang minh tự này rốt cuộc ra làm sao. Tự chân này mặc dù bị hư vân ép xuống không thể tự mình động thủ, nhưng sở hưu tin rằng chỉ cần mình còn sống một ngày, hắn sẽ không buông bỏ mối hận giết đồ đệ. Hơn nữa, lão hòa thượng này có căn cơ thầm sâu tại đại quang minh tự, nếu hắn muốn gây phiền toái cho sở hưu Vậy phiền phức đó chắc chắn sẽ rất lớn Lục tiên sinh đứng bên cạnh sở hưu rồi hỏi Có cần hỗ trợ không? Sở hưu nhìn qua xung quanh rồi nói Tạm thời thì là không Nếu người ngược lại dễ gây chú ý Nhờ người của vô tướng Ma Tông giúp ta Dẫn đạo hòa thượng này sang một bên Đừng để người của đại quang mình tự Tới giúp hắn là được Lục tiên sinh gật nhẹ đầu Đây là chuyện vô tướng Ma Tông am hiểu nhất lúc đại tuyển chân còn không phát hiện phía xa đang có người nổi san ý với mình hắn còn đang ra tay kịch liệt chém giết những võ giả xuất hiện trước mặt mình mặc dù tuổi tác đã cao nhưng võ công phật môn vẫn được hắn thi triển vô cùng cường mạnh bá đạo lần này tuổi chân thật ra rất uất ức mối thủ giết đầu đệ đương nhiên là phải báo không vì chính mình thì cũng phải vì một câu trả lời cho minh trần dưới suối vàng nhưng đáng tiếc hắn đã đáp ứng với hư vân sẽ buông bỏ ân oán này hơn nữa nếu giờ ra tay với sở hưu sẽ ảnh hưởng tới danh dự của toàn bộ đại quang minh tự cho nên từ khi thiên hạ kiếm tông đại hội bắt đầu tới giờ tuệ chân đều không định động thủ thậm chí còn an ủi ngăn cản những võ giả khác không nên hành động theo cảm tính chỉ có điều tuệ chân không muốn động thủ trước nhưng sở hưu lại muốn hạ thủ trước lúc này tuệ chân còn đang ra tay chém giết những võ giả ma đạo xuất thủ cực kỳ hung ác và dữ tợn đối với hắn đây cũng là một loại phát tiết Phật môn không thể lạm sát kẻ vô tội Nhưng đối với võ giả Phật môn Chỉ cần là người trong ma đạo Vậy không ai là vô tội Cho nên giết những kẻ này thật ra Là đang tích lũy công đức Không phạm phải giới mà là cứu người Lúc này tuệ trần cũng ôm tâm lý như vậy Mà giết người Cũng đã đang phát thiết Vô tướng ma tông lợi dụng tâm lý này Từ từ dẫn tuệ trần ra phía rìa Tránh xa bên đại quang minh tự Sau đó đổi lại phía sau Tuệ chân không hề phát giác điểm bất ngờ này vẫn ra tay điên cuồng vô cùng. Có điều đúng lúc này, thân hình sở hưu đệ đột nhiên xuất hiện phía sau lưng tuệ chân, bước tới một bước, mà khi sát ý hội tụ, hóa thành thiên tuyệt địa diệt vòng ngã sát quyền âm âm đánh ra. Rõ ràng đã đánh lén trắng trợn người trong chính đạo, đối đầu với ma đạo, trước này đều không nói tới quỳ củ. Sở sở hưu ra tay với tuệ chân, đương nhiên cũng không cần quan tâm tới những quỳ củ kia. Vật quang quanh người tuệ chân bùng lên, một hư ảnh kim cương do cương khí ngưng tụ hiện lên sau lưng hai tay hợp lại vật quang rực rỡ đối đầu với một trường đánh tới huyệt sát mà khí tàn phát ra nhưng phật ảnh kim cương cũng biến mất võ giả đang khổ sở chống đỡ dưới tay tuệ chân thở phào một hơi lại thầm mắng lão hòa thượng này ra tay còn hung ác hơn ma đạo bọn họ một khi xuất thủ như là tư thế điên cuồng như đang liều mạng vậy trong số võ giả giao thủ với tuệ chân có người của nhánh minh ma cũng có người của nhánh ẩn ma bọn họ cũng có ấn tượng về sở hưu dù sao trong ma đạo hội minh người này cũng khá là nổi bật đây là đại biểu của âm ma tông còn được vô tướng ma tông coi trọng dù thực lực vũ khí triều nguyên khiến cựu tương tự của ngũ độc giáo thành danh đã lâu phải chịu thiệt nặng rõ ràng cũng là kẻ khó lường tự chân quay đầu lại nhìn sở hưu lạnh lùng nói người là yêu nhân ma đạo phái nào xuống dưới hỏi phật tổ đi sau lưng sở hầu hiện lên ma la kim cương tướng sau khi cùng phật quang sen lẫn quỷ khí vô cùng một trưởng đánh ra hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ầm ầm bộc phát trực tiếp công về phía của tuệ chân thấy cảnh tượng này ánh mắt của tuệ chân lóe lên vẻ tức giận hóa ra là yêu nghiệt của đệ lục thiền ma tông trên giang hồ chỉ cần nhắc tới phật ma đồng tu hầu hết mọi người sẽ vô thức nghĩ tới đệ lục thiền ma tông cho dù võ giả Phật môn Đại Quang Minh tự cũng cực kỳ căm ghét tông môn làm bại hoại Phật pháp như đệ lục thiên ma tông, thậm chí tới mức coi như cái gài trong mắt. Đoán sai không có thưởng rồi. Sở hữu bước tới một bước, ma khí cùng Phật quang cưng tụ thành một hư ảnh ma thần quỷ dị. Hai tay liên tiếp nắm thành quyền ấn đánh xuống, một nửa là ma khí ngập trời, một nửa lại là, là Phật quang chói mắt. Trong lúc nhất thời, lại đánh cho tuệ chân không ngừng lui lại phía sau hòa thượng của đại quang minh tự không ai là kẻ yếu tuệ trần cũng như vậy trước đây hắn còn có thực lực để cạnh tranh vị trí thủ tọa kim cương viện đang tuyệt lục đó tù vì tầm cảnh của hắn không quá là qua cửa cuối cùng dừng bước trước cảnh giới tổng sư võ đạo đời này không có hy vọng đột phá hơn nữa giờ tuệ trần cũng đã già khí huyết bản thân đã suy bại rất nhiều đối với tổng môn truyền môn tu luyện công pháp luyện thể như đại quang minh tự xa yếu là chuyện kinh khủng nhất Xuất quyền sợ rất gặp người trẻ tuổi Lúc này cho dù sở hưu phải che giấu thần phận Không thể vận dụng khoái mạn cầu tự quyết Cũng đa pháp bản thân Nhưng xét cho cùng Theo được lượng thuần túy Hắn cũng có thể áp chế tuệ chân Những võ giả ma đạo khác thấy sở hưu Một thân một mình đối đầu Thậm chí áp chế tuệ chân Ai nấy lao ra rút khỏi Không định xen vào chuyện này nữa Tần tố ma đạo lầm diệp này Thực lực quả thật là cường đại thậm chí ngay cả võ giả ra đời của đại quang bình tử cũng bị hắn áp đảo xem uy thế như vậy không thua gì diệp thiên tà của tà cực tông đang cầm huyết thương đại sát một phương ở nơi khác trong số các thần tú mà đạo biểu hiện xuất sắc nhất hẳn là thánh nữ bái nguyệt giáo đương nhiên mọi người đều không biết rốt cuộc tuổi tác thánh nữ này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi có điều bái nguyệt giáo tuyên bố với bên ngoài thành nữ thế hệ này còn chưa có trưởng thành vậy chắc tuổi tác cũng không hề lớn mấy Ngoài trừ bãi nguyệt giáo ra, biểu hiện bắt mắt nhất là Diệp Thiên Tà. Bản thân của hắn có lực lượng vô song, cầm huyết giao thường trong tay đánh đầu thắng đó. Võ giảng vũ khí triều nguyên hầu như không ai chống được ba đòn của hắn. Khi đánh tan đối thủ, Diệp Thiên Tà phô thức nhìn sang phía sở hưu. Dù sao trước đó trong ma đạo, hội minh, hắn từng vô tình giao thủ với sở hưu. Chẳng qua lúc đó chỉ là thăm dò thôi. Hai bên không dùng lực lượng chân chính, cho nên lúc này Diệp Thiên Tà cũng muốn xem xem Rốt cuộc lầm diệp này mạnh tới mức nào Có điều khi thấy sở hưu Đang giao thủ kịch liệt với tuệ chân Ở phía xa Diệp thiên tà lại nhíu mày Lầm diệp này rốt cuộc từ đâu chui ra Không ngờ lại có thể trọi cứng với hòa thượng Đại quang bình tự tới mức này Mặc dù chỉ là một lão hòa thượng Nhưng dù sao cũng là võ giả thiên nhân hợp nhất Của đại quang bình tự Điều này khiến diệp thiên tà cảm thấy Có chút áp lực Hắn là tuấn kiệt tình nhuệ Mà ta cực tông bí mật bồi dưỡng có thể nói tạc cực tông nghiêng toàn bộ tài nguyên vào người hắn Chỉ mong hắn cuột khởi thật nhanh Trên thực tế Bản thân Diệp Thiên Tà cũng nghĩ như vậy Hắn thấy thế hệ trẻ của ma đạo Nên tôn hắn làm chủ Mục tiêu của hắn là những người như Phương Thất Thiếu Trương Thừa Trinh Chỉ tiết lần này vừa đi ra khỏi tạc cực tông Hắn đã phải chịu đả kích lớn Đầu tiên là trong ma đạo xuất hiện Một lâm diệp không nhìn ra sâu cạn Còn cả thanh nữ của bái nguyệt giáo Thực lực cũng thầm sâu khó lường bên phía chính đạo trương tử trinh cùng tôn huyền đều là không tới nhưng phương thất thiếu xếp hạng ba lại có thực lực vô cùng kinh khủng tối thiểu khi diệp thiên tà chưa bước vào thiên nhân hợp nhất hắn cũng không có dũng khí động thủ với phương thất thiếu lắc đầu diệp thiên tà vứt những cảm xúc vô dụng đó sang một bên dùng thân người tu luyện công pháp của hung thú diệp thiên tà hắn có thể nói là người độc nhất vô nhị trên giang hồ hắn tin rằng tương lai của mình chắc chắn không chỉ có như vậy Giờ hắn không đánh nổi đám người phương thất thiếu Nhưng tương lai Đám người này chắc chắn sẽ bị hắn dẫm dưới chân Lúc này sở hưu không biết suy nghĩ Trong lòng Diệp Thiên Tà Y còn đang giao thủ kịch liệt với tuệ chân Lão hòa thượng này mặc dù Đã già rồi Nhưng vẫn giữ lại được chiến lực hết sức cường đại Cánh tay khô gầy kia đánh ra Vẫn tạo nên uy thế phá sông đời núi Cảm nhận được sát ý lạnh lẽo Trên người sở hưu Tuệ chân cười lạnh nói lão nạp đời này diệt trừ vô số hung đồ tả ma như ngươi, không biết bao nhiêu cao thủ ma đạo nổi danh đã đâu cũng chết dưới tay của ta tên tiểu tử ma đạo nhà người cũng tỏ giết ta ư nằm mơ giữa ban ngày vừa dứt lời cương khí phật quang quanh người tuệ chân đại bộc phát một hư ảnh kim cương bốn tay hai mặt mơ hồ ngừng tụ phía sau hắn trong hư ảnh kim cương này mặt đầu tiên là nội mục kim cương hung ác bạo ngược mặt còn lại lại là bồ tát trang nghiêm tử bi động lượng buồn thay cho cả thiên hạ đây mới là chân lý của nội mục kim cương tâm kinh tâm địa bồ tát thủ đoạn kim cương giết một người mà cứu mười người nội mục kim cương tâm kinh chỉ vì cứu người chứ không phải giết người nếu rơi vào trong tay lửa giận xâm nghiêm đó lại là rơi xuống hạ thành càng dễ tàu hòa nhập mà hơn nữa kim cương viện nhiều người nhất trong lục đại võ viện của đại quang minh tự nhưng thực lực lại không phải mạnh nhất nguyên nhân chính là do mặc dù tăng nhân kim cương viện giai đoạn trước tiến cảnh tương đối nhanh nhưng võ giả thật sự lĩnh ngộ được chân lý của nội bộ kim cương tâm kinh đã ít lại càng thêm ít. Ở thủ tọa kim cương viện hương ngôn lĩnh ngộ tường của tuệ chân thật ra cũng lĩnh ngộ, nhưng hắn lĩnh ngộ đã hơi muộn, thọ nguyên đã sắp cạn, khí huyết suy bại, đã không còn tư cách xung kích lên tông sư võ đạo. Phật quang bừng lên kim cương hai mặt, uy áp mạnh mẽ ập tới, theo từng quyền của hương ngôn đánh ra, kim cương hai mặt cũng ngừng tụ thành từng thế trường bằng cương khí, liên tục đánh về phía sở hưu tế chân đột nhiên bộc phát ra uy thế kinh người, thân hình của Sở Hưu nhanh chóng thối thui, tay niết ấn quyết, phía sau hiện lên một bóng vật mơ hồ mông lung, khiến người ta không cách nào nhìn rõ tướng mạo, nhưng để cho người ta cảm giác vô cùng to lớn, dung nạp vạn vật. Đại kim cương thần lực, hải đạp bách xuyên tướng, công kích tiền biên cuồng bạo của Tuệ Chân đều bị hải đạp bách xuyên tướng của Sở Hưu dung nạp, chỉ có điều tướng pháp này Sở Hưu còn chưa thuần thục, năng lực phòng ngự còn lâu mới sánh được với độc cô ấn chỉ giữ được một hồi đã bị tuệ chân triệt để đánh tan. Có điều như vậy cũng đã đủ rồi. Ngay trong khoảnh khắc này, sở hữu đã ngừng tụ ma khí của bản thân tới cực hạn. Thiên tuyệt địa diệt phong ngã sát quyền dung nhập ma khí ngập trời. Theo thế quyền của sở hữu đánh ra, quanh người của y thậm chí vang lên một tiếng gầm của ma thần như thật như ảo. Một quyền này đánh xuống, mà sát khí ầm ầm bộc phát, vật quang bị xé tan, kim cương hai mặt sau lưng tuệ chân lập tức sụp đổ như vậy còn chưa hết sau thương sở hưu để hiện lên một thử ảnh minh phương trợn mắt thủ ấn cường khí ầm ầm đánh ra trực tiếp đánh bay tuệ chân khiến cho hắn lần đầu phun ra một ngụm máu tươi trấn ngục minh vương tướng ánh mắt của tuệ chân lộ vẻ kinh hãi đây là công pháp phật môn ta người rốt cuộc là ai thật ra trước đó khi sở hưu vừa động thủ tuệ chân đã phát hiện một chút vết tích công pháp phật môn trên người trước mặt đã kim cương thần lực mặc dù chủ tu khí được bản thân có điều vẫn kèm theo dấu tích của Phật môn, đương nhiên Tuệ Trần phát hiện ra được. Có điều Sở Hưu lại vận dụng Ma La Kim Cường Tướng khiến cho Tuệ Trần vô thức nghĩ rằng Sở Hưu là người của Đại Lục Thiên Ma Tông. Tới giờ y vận dụng Trấn Ngục mình Vương Tướng, Tuệ Trần mới xác định Sở Hưu này rõ ràng tu luyện công pháp Phật môn. Thân hình Sở Hưu như làn gió mà khí mãnh liệt, sát ý bùng đổ, vừa điên cuồng tấn công vừa nói: "Ta đã nói rồi, xuống dưới mà hỏi Phật tổ, có điều bên dưới có vẻ không có Phật tổ Người đi hỏi địa tạng vương cũng được Đều là người trong Phật môn Tin rằng hắn sẽ vui lòng giải đáp cho người Tuệ chân bị sở hữu đánh cho Từng bước lùi lại phía sau Đội phụ chấn động Máu tươi không ngăn nổi tràn ra từ khóe miệng Hành động này của sở hữu coi như ức hiếp người nhà Không có ngừng tiêu hao lực lượng cương khí Và huyết khí của đối phương Đối với võ giả sắp hao hết tuổi thọ như tuệ chân Như vậy sẽ càng nhanh yếu đi có điều sở hữu đã không thấy tội lỗi gì Trước này y không coi những thứ như tôn nghiêm võ đạo ra gì Đối với y, võ đạo chẳng qua chỉ là một thủ đoạn giết địch mà thôi Thắng thì đứng, chết thì nằm ngửa Chỉ cần giải quyết được kẻ địch trước mắt Trước này sở hữu không từ một thủ đoạn nào Lão Hòa Thượng Tuệ chân này có thủ giết đồ đệ với mình Có thể nói là không đội trời chung Mặc dù hiện giờ sở hưu, lợi dụng quan tư vũ Tạm thời đè ép chuyện này xuống có điều chỉ cần lão hòa thượng tuệ chân này sống thêm một ngày thì sẽ như quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Liên tục bị sở hữu áp chế, trong mắt tuệ chân cũng lộ vẻ quyết liệt. Con người đều sợ chết, nhưng tuệ chân không sợ. Võ giả thiên nhân hợp nhất theo lý mà nói có thể sống tới 200 năm, nhưng thực tế lại hiếm người sống tới 200 tuổi. Tuệ chân đã sống 180 năm, khi còn ở Đại Quang Minh Tự hắn đã cảm giác được tuổi thọ của mình sắp hao hết, đã dẫn chuẩn bị cho cái chết của mình. Đệ Trần chỉ có điều duy nhất tiếc nuối, đó chính là đệ tử Minh Trần của lão, rõ ràng đã có thực lực và thiên phú tiến thêm một bước, kết quả lại chết oan chết uổng như vậy. Thù hận của Minh Trần hắn không báo được nữa, nhưng hắn tin tưởng Kim Cương Viện sẽ không lãng quên chuyện này. Còn giờ đây Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma trở thành nơi an nghỉ cho hắn cũng không tệ. Tuệ chân gia nhập đại quang minh tự từ bé Cả đời trứ ma vệ đạo Chém giết vô số tà ma hung đồ Giờ trước khi chết Còn kéo được một cao thủ ma đạo chôn cùng Hắn có chết cũng thấy có ý nghĩa Mỗi người không sợ chết Đều hết sức kinh khủng Cho dù giờ khí thế của tuệ chân Đã bắt đầu suy bại Nhưng một khi hắn bắt đầu liều mạng Đừng có nói giờ là sở hưu Không thể phát huy toàn bộ thực lực Cho dù là sở hưu trong thời kỳ toàn thịnh Cũng phải nhượng bộ lùi binh tuệ chân chắp tay trước ngực quanh người bốc lên phật diễm hừng hực khí thế ngập trời nhanh chóng bao phủ lấy tuệ chân vào bên trong phật diễm kia thiêu đốt chính là khí huyết cùng tinh khí cuối cùng của tuệ chân có điều tuệ chân không như các võ giả khác khi thiêu đốt khí huyết liều mạng trở nên dữ tận dọa người ngược đại thân thể vốn gầy gò giả yếu trở nên tràn ngập lực lượng như khôi phục lại trạng thái đỉnh phong niết bàn thành phật thăng hoa cực hạn ngọn lửa niết bàn của tuệ chân không cách nào khiến hắn trùng sinh nhưng lại có thể khiến hắn trở lại thời kỳ đỉnh phong trong thời gian ngắn mặc dù chỉ một thời gian ngắn nhưng với tuệ chân cũng đã đủ rồi một trường đánh ra trưởng ngân kim cương khổng lồ mang theo ngọn lửa hừng hực âm âm đánh xuống phát ra một tiếng đổ vang dội áp lực cường đại khiến sở hưu từng bước lùi lại phía sau ngừng tụ hài nạp bách xuyên tướng để ngăn cản nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị một trưởng này làm cho tịch diệt trường ấn cường đại như không chút trở ngại đánh về phía sở hưu. Sở hưu nhíu mày không đùi mà tiến lên, nếu đã không tránh khỏi thì cứng rắn chống cự lại. Mà diễm huyết khí ngừng tụ hợp nhất, một quyền đấm tới, mơ hồ vang lên tiếng ác quỷ kêu rên mà thần gào thét. Một quyền ngưng tụ lực lượng toàn thân của sở hưu đánh với một trường của tuệ chân, làm bùng lên một tiếng nổ khổng lồ. Thân hình tuệ chân lui lại phía sau một bước, sở hưu lại bay lùi ra ngoài hơn bởi trường, phát ra một tiếng hừ dưới tấm mặt nạ thép đen Một tia máu tươi đã chảy ra Tuệ Trần trong thời kỳ đỉnh phong Là đại cao thủ thiên nhân hợp nhất Bản thân còn có thực lực xung kích Tổng sư võ đạo Nói cách khác trong thời kỳ đỉnh phong Tuệ Trần cũng không kém hơn bao nhiêu So với lục tiên sinh Giao thủ với đại cao thủ như vậy Sở hưu chắc chắn cũng phải chịu thiệt Phía bên kia bước chân của Tuệ Trần không ngừng Trực tiếp đánh về phía sở hưu Thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa rồi Phật diễm vô biên cường tụ thành một thành giới đao, đường tuệ trần nắm trong tay. Kim cương cầm đao, lòng mang từ bi, trả ma từ bi đao. Một đao đó tuệ trần luyện cả trăm năm, nhưng cuối cùng lại vứt bỏ đao không dùng đến. Vì điểm bấu chốt của một đao này không ở đao, mà đã ở đao ý lòng mang từ bi, tay lưu sát cơ. Tuệ trần đã tu luyện trả ma từ đao bi, đã chừng hơn trăm năm. thức đạo pháp này không mấy nổi danh trong đại quang minh tự, đều căn cứ theo tử bi đao của đại quang bình tự mà diễn hóa thành thuộc về võ thuật trung lưu nhưng bất cứ võ thuật nào tu luyện tới hơn trăm năm đều cực kỳ kinh khủng trăm mắt tử bi đao của tuệ chân hiện giờ cũng là như vậy thế đào chém xuống rõ ràng một đao đó mang theo lực lượng hùng hậu cường đại vô biên nhưng ẩn sâu bên trong lại là từ bi ngăn trở lấy giết ngăn giết phổ độ thế gian ngay khi sở hữu bị thế đao của tử bi đao kia nắm vào thân hình y lập tức đã thối lui lão hòa thượng tuệ chân này muốn liều mạng với y nhưng sở hữu lại không muốn liều mạng với tuệ chân y chỉ đến giải quyết phiền toái không phải đến gây thêm phiền toái với trạng thái hiện tại của tuệ chân cho dù sở hữu lập tức bỏ trốn tuệ chân đã thiêu đốt tinh huyết cũng không thể còn sống trở lại đại quang minh tự có điều hiển nhiên tuệ chân không nghĩ như vậy sát ý của hắn đã quyết có lẽ theo tuệ chân mình có thể tử chiến trong trận giao chiến với hùng đồ ma đạo như vậy chứ không phải chết trên giường bệnh đã là may mắn lắm rồi. Nếu có thể kéo thêm tình hùng đồ ma đạo trước mặt đi cùng, đó sẽ là đại vinh hạnh. Tất cả ma khí sát khí quanh người sở hưu, hội tụ một thể, âm âm bộc phát, nhưng dưới thế đào đó vẫn lần lượt tịch diệt. Lực được một đao này cường đại, vượt ngoài tưởng tượng của sở hưu, đòi liêu mạng của lão hòa thượng này quả thật kinh khủng tới cực dị. Chẳng lẽ phải khôi phục thần phận vốn có sao? Sở hưu nhào mắt, đột nhiên chủ động bước lên trước một bước, thi triển thiên tử vọng khí thuật trong mắt sở hưu thế đau của tuệ chân như từng sợi tờ chi chít phủ kín trời đất đánh về phía của mình thiên tử vọng khí thuật được sở hưu thi triển tới cực hạn vô số quỹ tích có khả năng được sở hưu thôi diễn ra trong thực lực bản thân nhưng chiến thành chín kết quả mình không ngăn được còn lại một ít là do cho dù mình có ngăn được cũng phải trả giá không nhỏ thế gian này không có công pháp hoàn mỹ chỉ có điều với lực lượng hiện tại của sở hưu y không thấy được sơ hở của tuệ chân hay đến nói cho dù y tìm được sơ hở cũng không cách nào nắm bắt Tiền tử vọng khí thuật chỉ là một môn công pháp phụ trợ nó có thể nói cho người tương lai nhưng muốn thay đổi tương lai vẫn phải dựa vào chính người thôi nằm giữ nhân quả trong tay còn có sử dụng được không phải dựa vào chính mình thôi lúc này sở hữu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó hắn gật đầu một cái trực tiếp dùng nội lực truyền âm dùng giọng điệu nguyên bản của mình nói tới bên tai tuệ chân Tên sư phụ nhà ngươi mạnh hơn đồ đệ nhiều Lúc trước ta giết đồ đệ của ngươi Không mất bao công sức Nhưng giờ ngươi lại có thể ép ta tới mức này Khá lắm, rất khá Ngay khi nghe thấy giọng nói này Tâm thần tuệ chân chấn động Ánh mắt nhìn về phía sở hưu đầy kinh hãi Trước đó khi tỉ thí lôi đài Tự chân mặc dù không xuất thủ Nhưng vẫn nghe được giọng nói của sở hưu Cho nên giờ khắc này Hắn lập tức nhận ra người trước mặt là ai Chỉ trong chốc lát, vô số tâm tư nổi lên trong lòng tuệ chân có vui có buồn có oán giận vui là vì lần này hắn có thể thật sự giết chết sở hưu báo thù cho đồ đệ giận là vì sở hưu không ngờ lại to gan như thế còn là người trong chốn ma đạo hai giới chính ma không chết không thôi lục trược đều hắn biết sở hưu là người trong ma đạo vậy thì việc gì phải uất ức đến lâu như vậy không thể báo thù cho đệ tử của mình trường hình quan quan trung hình đường sở hưu giết chết mình trần so với hùng đồ ma đạo sở hưu giết chết mình trần là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nếu hắn sớm biết phần thần phận của sở hưu cho dù hư vân đích thần biện hộ thì sở hưu cũng chắc chắn là phải chết chỉ có điều tuệ trần không phát hiện ngay khi hắn suy nghĩ nhiều như vậy thể đạo trong tay lại xuất hiện một biến hóa chỉ dừng lại và thay đổi rất nhỏ và thôi nếu là lúc trước sở hưu tuyệt đối không thể phát hiện ra biến hóa nhỏ bé đó nhưng giờ y đã dùng thiên tử vọng khí thuật giao thủ với nhân quả kiếm đạo của Phương Thất Thiếu, tu vi thiên tử vọng khí thuật của y lại tiến bộ. Lúc này chút biến hóa nhỏ bé đó đã bị sở hữu nắm bắt. Chỉ trong chốc lát, sở hữu dựng thẳng trường làm đau, lực lượng khí huyết thiêu đốt rèn lẫn với ma khí, hóa thành ma đau chói mắt, ầm ầm chém ra. Sở hữu rất ít khi thiêu đốt khí huyết, y là người dám điên cuồng liều mạng trong thời khắc nguy cơ, nhưng đồng thời cũng là người hết sức lý trí. Thiêu đốt khí huyết không chỉ tạo thành thương tích ngầm tổn hại căn cơ còn khiến cho thực lực của y giảm rút trong thời gian ngắn nhưng giờ đối mặt với lão hòa thượng tuệ chân này để chắc chắn hơn một chút sở hữu nhất định phải thiêu đốt tình huyết một chút sơ hở đó bị sở hữu nắm bắt dưới mà đào mãnh liệt khi huyết sen lẫn ma khí mạnh mẽ sẽ tàn thế đào của tuệ chân chém vỡ từ bì đào ma khí sát khí nhập thể lưu lại một vết đau dữ tợn trước ngực của hắn trực tiếp chém bay tuệ chân ra ngoài một tiếng nổ lớn vang lên tuệ chân rơi trên mặt đất ánh mắt đầy không cam lòng và giải thoát, cuối cùng không còn hơi thở. Thân là sư phụ, nhưng tới thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn vẫn không thể báo thù cho đồ đệ. Đây là chuyện tuệ chân không cam lòng nhất. Nhưng đối với bản thân tuệ chân, hắn vì đại quang minh tự cả đời chém giết trừ ma về đạo. Lúc này chết trên chiến trường đại chiến chính ma cũng còn như công đức viên mãn, không cần bị quấy nhiễu vì đồ đại chém giết trên giang hồ nữa cũng coi là một sự giải thoát. Lúc này, cái chết của Tuệ Trần cũng khiến không ít người chú ý. Đám đệ tử Đại Quang Bình Tự đều đang giao thủ kịch liệt với đám võ giả ma đạo. Ở đây ngoài trường người của ngũ đại kiếm phái, bọn họ còn là người bỏ nhiều công sức nhất. Người không biết còn tưởng lần đại chiến chính ma này do bọn họ gây ra. Khi Tuệ Trần chết đi, bất luận hư ngôn hay hư độ đều không chú ý tới. Bọn họ đang giao thủ kịch liệt với tổng sư võ đạo khác đều đã quyết đấu sinh tử chứ không phải như hạ hầu trấn khi con trai còn chưa chết giữ sức bỏ qua cho nên bọn họ đều không chú ý tới chuyện bên này nhưng theo tiếng hồ của những võ giả đại quang minh tự khác bọn họ mới phát hiện tuệ trần đã chết ánh mắt của hương ngôn lóe lên vẻ tức giận tuệ trần mặc dù thấp hơn một vế so với hắn nhưng đã từng chiếu cố cho hắn lúc hắn còn trẻ hắn mang tuệ trần tới đây vốn chỉ mong tuệ trần giải sầu quên đi cái chết của minh trần Nam lần này tuệ chân lại nằm lại tại phù Ngọc Sơn như vậy. Điều này khiến Hương Ngôn có cảm giác cái chết của tuệ chân là do mình gây nên, cho nên thậm chí muốn ra tay giết chết sở hưu ngay lập tức. Chỉ có điều đối thủ của hắn là tông sư võ đạo của đệ lục thiên ma tông. Võ giả đệ lục thiên ma tông khi giao chiến chính diện thực lực có lẽ hơi yếu, nhưng phối hợp với những thủ đoạn quỷ dị của bọn họ lại hết sức khó chơi, khiến người ta không biết nên làm như thế nào cho đúng nhìn thầm bão trần cùng tông chủ đệ lục thiên ma tông y ba tuần giao thủ đã biết người sáng suốt đều có thể nhìn ra thật ra thực lực của thầm bão trần vượt qua y ba tuần thế nhưng hắn cũng bị y ba tuần cuốn lấy trong thời gian dài như vậy có thể thấy mức độ khó đối phó của đệ lục thiên ma tông trong phương diện này khư ngôn đang muốn né tránh nhưng lại bị tông sư võ đạo của đệ lục thiên ma tông lưu lại điều này khiến hắn giận dữ không thôi lại không biết nên làm như thế nào cho đúng bên kia sở hầu giết chết tuệ chân xong cũng bị thương tới nguyên khí đồng thời cũng cảm thấy một luồng uy áp sát cơ vô cùng cường đại ập xuống bị cường giá cấp bậc một tông sư võ đạo để mắt tới cảm giác không hề tốt lành gì sở hầu cũng có dự cảm mình nên cúi đầu kín tiếng một chút thôi chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube tuấn anh studio cho nên y trực tiếp quay người bỏ trốn lên tiếng với lục tiên sinh một chút nhờ người của vô tướng ma tông yểm hộ cho mình ẩn nấp bản thân của y lại chạy tới biên giới lôi một bộ quần áo tay mặt nạ xuống lại trở thành sở hưu của quan trung hình thường chỉ có điều sắc mặt tái nhợt hơn lúc trước mà thôi sau khi đổi lại thân phận nguyên bản sở hưu không tiếp tục xuất thủ nữa mà dựa theo bên cạnh đám người thiên hạ minh toàn bộ phù ngọc sơn đã chiến đấu hỗn loạn chỉ có vài tông môn như thiên hạ minh cùng những cao thủ tán tu vẫn bảo trì trung lập không xuất thủ hai bên chính ma đều không làm khó với bọn họ ngũ đại kiếm phái muốn kéo người xuống nước nhưng giờ có nhiều tông môn chính đạo tham gia như vậy đã đủ rồi không cần quan tâm tới chút người này còn giới ma đạo cũng không phải ngu không trêu tới ai lần này võ giả giới ma đạo đến đây chỉ vì tào hóa thiên ma kỳ nếu đám người thiên hạ minh không định ra tay bọn họ đâu ăn no rỗi việc mà định sinh sự. Cho nên, trước mắt toàn bộ Phù Ngọc Sơn không ngờ vẫn còn một khu vực nhỏ giữ được bình an như vậy. Lúc này thấy sở hưu tới, sắc mặt còn tái nhợt như tiêu hào quá độ, ta tiểu đầu kinh ngạc định mở miệng hỏi thăm. Có điều đời sắp ra đến miệng, lại lập tức bị hắn nuốt về. Ta tiểu đầu không có nhiều lời, hắn cũng là kẻ tinh mắt, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi giờ đại chiến chính ma đang hỗn loạn như vậy ai biết sở hưu đi giết ai sở hưu không tự nói thì mình cũng không cần phải nhiều đời làm gì cho nên vốn định mở miệng hỏi thăm hắn lại đổi thành nói chuyện phiếm sở huynh hai giới chính ma cùng phát động nhiều cường giả như vậy người nói xem cuối cùng bên thắng là ai sở hưu híp mắt đáp không có bên thắng hai bên đều thua ta tiểu đâu sửng sốt không hiểu vì sao sở hưu lại nói như vậy hoặc là thắng hoặc là thua hoặc là hai bên ngang tay Thế nhưng sở hữu lại nói hai bên đều thua, thế rốt cuộc đã có ý gì đây? Có điều không đợi ta tiểu đầu lên tiếng hỏi, sở hữu đã đáp, nhìn đi, đã sắp kết thúc rồi, đến lúc đó nhìn kết quả là hiểu thôi. Kết quả của đại chiến chính ma này không phải do sở hữu nói, mà đã định trước sẽ phát sinh. Sở hữu khiến cho Phùng Ngọc Sơn đại chiến chính ma này phát sinh chút biến hóa. Có lẽ người đáng chết không chết, người nên sống để chết đi, người nên tới không tới, còn người không nên tới lại không ít nhưng hiệu ứng hồ điệp từ sở hưu lại chỉ có hạn, ít chỉ có thể ảnh hưởng tới số ít người mà thôi. Nhưng cường giả chân hỏa luyện thần như đông hoàng Thái nhất kia, sở hưu chắc chắn không ảnh hưởng tới được. Tỷ lệ lực lượng của hai bên chính ma cũng không thay đổi, cho nên kết quả cuối cùng hẳn cũng không thay đổi. Không đâu sau, khi sở hưu nói với tà tiểu lâu, trên cuộc đã xuất hiện biến hóa, mà biến hóa này bắt nguồn từ bên đông hoàng thái nhất. Thật ra số đần đông hoàng thái nhất xuất thủ trên giang hồ rất ít, Tần ra tay gần đây nhất là trong trận chiến cùng Đại Quang Bình Tự, cho nên thậm chí hắn đã bị phòng mãn đầu xóa tên trên phong phân bảng rồi. Trên giang hồ, rất nhiều người biết đồng hoàng thái nhất, thế hệ này rất mạnh, nhưng không ai biết rốt cuộc đồng hoàng thái nhất mạnh tới cảnh giới nào. Mặt khác, giáo chủ Banh Nguyệt Giáo, giả dạ thiểu nam, hiện giờ thật sự quá mạnh. Banh Nguyệt Giáo đã dần có xu thế thành đại phái đệ nhất ma đạo. Giả dạ thiểu nam đương nhiên cũng là người mạnh nhất của ma đạo dưới cái bóng của cường giả cấp bậc này bất luận đồng hoàng thái nhất làm ra chuyện gì đều không nổi bật hắn có làm nữa cũng bị quần sáng của giả thiểu nam che giấu đi tới trận chiến này mọi người mới biết vì sao đông hoàng thái nhất được xưng là đông hoàng thái nhất mạnh nhất từ trước đến nay kiếm nam vương độc cô ly thành danh hiền hách từ hơn hai trăm năm trước cũng bị đông hoàng thái nhất áp chế tới cực hạn cơ hồ không có sức hoàn thủ về sau phong vân kiếm trùng mời ra hùng binh tuyệt uyên kiếm vàng danh thiên hạ. đành nhờ đệ tử chân truyền của tông chủ phong vân kiếm trùng đời trước lão kiếm thần quách mặc là yên chi cùng với máu tươi phát động liên thủ chém giết đồng hoàng thái nhất nhưng cũng chỉ biện cưỡng rằng co được mà thôi. mà đến giờ cục diện rằng co cũng bị đồng hoàng thái nhất phá vỡ. có lại đồng hoàng thái nhất rằng co mãi cũng mất hết kiên nhẫn, cuối cuộc vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ hơn nữa dưới kiếm khí cường đại của độc cù ly cùng tuyệt uyên kiếm ông thầy áo rộng lớn của đồng hoàng thái nhất khép lại theo thân hình hắn chậm rãi chuyển động từ trong ông thay áo phun ra một luồng ma diễm màu đen luồng ma diễm kia phần thiền phệ địa có thể nuốt tất cả làm chất dinh dưỡng bất luận là nguyên khí thiền địa hay kiếm khí độc cô lì đánh tới tất cả mọi thứ đều bị ma diễm thôn vệ đến cuối cùng thậm chí ma diễm phổ thiền cai địa bao phủ vân nửa phù ngọc sơn tự như mặt trời trụy lạc đông hoàng thái nhất lẳng lặng đứng chính giữa ma đảo kia đám người chỉ thấy được một bóng đen khống chế ma diễm đầy trời như thần như ma ma diễm phổ biến thôn phệ kiếm ý của độc cô lì bao phủ lấy toàn thân của hắn thậm chí lực lượng của hùng bình tuyệt uyên cũng bị ma diễm thôn phệ bao bọc ngày thần kiếm cũng có dấu hiệu bị hòa tan yên chỉ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sặc mặt tái nhợt trước mặt ma diễm kinh khủng kia liên hệ giữa hắn và tuyệt uyên kiếm hoàn toàn bị cắt đứt đây rốt cuộc là võ công gì? Độc cô ly công nhịn được hoảng hốt thét lớn. gương mặt của đám võ giả ngũ đại kiếm phái cùng chính đạo đều lộ vẻ kinh hãi. Không phải bọn họ sợ hãi mà do thật sự chưa từng thấy võ công của đồng hoàng thái nhất vừa thi triển, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Đồng hoàng thái nhất đứng chính giữa mà diễm vô biên, thản nhiên nói, bổ thiên tâm kinh của giáo chủ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vậy này phần thiên bảo giám của ta thì ra sao? Tùy bộ không có tài hoa tuyệt thế như giáo chủ Nhưng phần thiên bảo giám dò bộ kết hợp võ công Cả các đời đồng hoàng thái nhất Của bách nguyệt giáo Cùng vô số điển tịch thượng cổ Dốc lòng nghiên cứu hơn trăm năm Mới có kết quả Mãi tới mấy năm trước rốt cuộc mới hoàn thành Đầu cô Ly với thằng nhóc thảo túng tuyệt uyên kiếm kia cả người có thể kiêu ngạo Bởi các ngươi là người đầu tiên trên giang hồ lĩnh giáo uy năng của phần thiên bảo giám Nghe xong lời này Tất cả mọi người đều trầm mặc đại thế của bái nguyệt giáo đã thành rồi một tông môn cường đại hay không trước này không phải chỉ vì một người mà là vì một nhóm người ngày trước độc cô duy ngã vô địch thiên hạ nhưng cũng không thể coi nhẹ côn luân ba giáo không có độc cô duy ngã sau này một mình côn luân ba giáo độc chiếm toàn bộ giang hồ cường đại tới kinh thiên hiện giờ thế nhân đều biết giáo chủ gia tiểu nam của bái nguyệt giáo vô cùng cường đại thậm chí hai mươi năm trước đánh một trận với đại quang bình tự liên tiếp đả bại vô số cao thủ đại quang bình tự hôm nay còn đứng trên trí tôn bảng có thể nói là cường giả tuyệt đỉnh nhưng sự cường đại của bái nguyệt giáo lại nhờ cả công lao của những người khác bộ thiên tâm kinh của gia thiểu nam không phải công pháp truyền thừa của bái nguyệt giáo từ thời thượng cổ mà do các đời giáo chủ không ngừng nghiên cứu bổ sung rồi cuộc tới đời giả thiểu nam mới hoàn thiện và tu luyện thành công có uy được kinh thế hãi tục diệt thế bổ thiên nghịch chuyển càn khôn còn giờ phần thiên bảo giám của đồng hoàng thái nhất rõ ràng cũng giống như vậy do hắn căn cứ theo công pháp của các đời đông hoàng thái nhất cùng một số điển tịch tự sáng tạo ra uy năng cực kỳ cường hãn giờ xem ra quả thật có uy lực phần thiên phệ địa sáng tạo công pháp rất đơn giản đừng nói tông sư võ đạo cho dù võ giả bình thường ngẫu nhiên cũng có thể nảy sinh ý tưởng sáng tạo ra một số chiêu thức nhưng điểm khác nhau là công pháp người sáng tạo ra có đủ mạnh hay là không có tư cách lưu truyền hay là không Tiền nhân chưa chắc đã mạnh hơn người thời nay Công pháp thượng cổ cũng chưa chắc đã mạnh hơn Công pháp do võ giả hiện tại sáng tạo nghiên cứu ra Chẳng qua công pháp được lưu truyền từ thời thượng cổ Đại đa số đều là tinh phẩm mà thôi Có điều bất luận thượng cổ hay hiện tại Võ giả có thể sáng tạo ra một môn công pháp cường đại Tất nhiên là tông sư võ đạo thiên phú tuyệt thế Giả thiều nam là người như vậy Đồng hoàng thái nhất cũng là người như vậy Câu đại thần vô tế như đồng hoàng thái nhất đều dùng tên của chín vị thần trong truyền thuyết đặt sở để mệnh danh. Trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất vốn là Thái Dương Thần, là đế quân khống chế lực lượng Thái Dương, cho nên giờ Đông Hoàng Thái Nhất sáng tạo ra phần thiên bảo giám, có thể nói là chuyên môn dành cho nhánh thần phù tế Đông Hoàng Thái Nhất. Cho dù Đông Hoàng Thái Nhất chết đi, đời sau tiếp nhận Đông Hoàng Thái Nhất vẫn có thể tù luyện phần thiên bảo giám này. Có thể nói một mình Đông Hoàng Thái Nhất đời này đã nâng cao thực lực tất cả đồng hoàng thái nhất đời sau của bái nguyệt giáo. Đối với những tổng môn chính đạo hiện tại, ma đạo quật khởi hay không họ không biết, nhưng thực lực bái nguyệt giáo rõ ràng đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ngay lúc mọi người còn kinh hãi, thân hình đồng hoàng thái nhất lại bay lên giữa không trung, phần thiên ma diễm ngưng tụ một điểm âm âm bộc phát, độc cụ đi không thể kiên trì nổi, thế đào sụp đổ, thân hình trực tiếp bị đồng hoàng thái nhất đánh bay, miệng phun máu tươi ào ào sắc mặt trắng bệch. Phần thiền kiếm quyết của hắn cũng vô cùng cường đại, nhưng cũng là ngọn lửa. Hôm nay phần thiên kiếm quyết của hắn lại bị phần thiên bảo giám của đồng hoàng thái nhất áp chế tới cực điểm. Trong đó có lẽ có một phần vì công pháp, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do người sử dụng ra. Cùng đã cảnh giới chân hỏa luyện thần, nhưng độc cô ly không bằng đồng hoàng thái nhất. Lúc này tuyệt uyển kiếm không được biến chi điều kiện bay loạn khắp bốn phía. Đồng hoàng thái nhất hử lạnh một tiếng, Phần thiên ma diễm bao bọc lấy tuyệt uyên kiếm. Chỉ trong trước mắt, nhiệt lực cường đại bùng lên, không ngờ lại triệt để hòa tan tuyệt uyên kiếm. Một tay phất lên, tuyệt uyên kiếm đã trở thành nước thép, lại tụ lại thành hình dáng mới. Một thanh trường đao toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đen sinh ra từ ma diễm, bị đồng hoàng thái nhất nắm trong tay. Trong nháy mắt đã bộc phát ra một luồng khí thế hùng ác tới ngập trời. Thanh tuyệt uyên kiếm mà ngày trước cả đại sứ túc đúc kiếm cũng đã khó lòng dùng luyện dưới phần thiền ma diễm của đồng hoàng thái nhất lại dễ dàng bị hòa tan thậm chí tạo thành hình dạng đồng hoàng thái nhất thản nhiên nói tuyệt uyên kiếm này không tệ phong vân kiếm trùng các người bảo quản nhiều năm như vậy cũng không khống chế được giờ cũng nên đổi chủ rồi từ nay về sau trên giang hồ không còn tuyệt uyên kiếm chỉ có phần thiên đao người trong chính đạo sắc mặt lụi bại đặc biệt là phía bên ngũ đại kiếm phái lần này bọn họ xem như thua thua triệt để rồi độc cô ly trọng thương Phòng vân kiếm trùng tổn thất hùng bình tuyệt uyên thu một cách thê lương có điều ngay lúc này thẩm Bảo trần vốn đang giao đấu với y ba tuần của đệ lục thiên ma tông đã đột nhiên bộc phát thẩm Bảo trần đã bị y ba tuần quấn lấy tới mức mất hết cả kiên nhẫn để thêm bên kia độc cầu lì đã bị đánh bại hắn không thể không vận dụng thủ đoạn cuối cùng trên người thẩm Bảo trần quanh năm treo kiếm cùng một cây sáo trúc ai cũng nghĩ cây sáo trúc đó chỉ là một món đồ bình thường mà thẩm Bảo trần cầm theo làm trang sức Nam cơ Dơ Thẩm Bảo Trần lại cầm sáo trúc lên mà thổi. Ngay lúc âm thanh vang lên, y Ba tuần biến sắc, vì Thẩm Bảo Trần thổi ra không phải tiếng sáo êm tai dễ nghe, mà là một điệu kiếm vũ sát khí ngập trời. Tiếng sáo huyễn hóa thành vô số hư ảnh mông lung, những hư ảnh này xoay quanh giữa thiên địa, dùng ý niệm dẫn động lực lượng thiên địa hóa thành mưa kiếm, ngàn vạn ánh kiếm hợp nhất, thường sinh kiếm vũ. Dưới thường sinh kiếm vũ kia, dục giới lục thiên của y ba tuần cũng bị đánh tan triệt để trong thường kiếm vụ bao phủ chém giết hết thảy thủ đoạn của y ba tuần căn bản không cách nào phòng ngự trong cơn mưa kiếm đó y ba tuần từng bước lùi lại phía sau từng thế giới diễn hóa ra trước mặt sụp đổ nhưng vẫn bị đánh cho phun máu mà lùi lại thực lực của hắn vốn không bằng thẩm bão trần vừa rồi chỉ rằng co câu kéo có điều giờ thẩm bảo trần đột nhiên phát uy hắn cũng không thể kiên trì thêm được nữa phần thiên ma diễm trời xuống ma diễm đèn đánh va chạm với thường sinh kiếm vũ phần thiên ma diễm rốt cuộc cũng chặn được thế chém giết của mưa kiếm nhưng phần thiên ma diễm vốn có thể hòa tan hết thảy giờ đã không thể giải thoát được thường sinh kiếm vũ của thẩm bão trần đồng hoàng thái nhất nhao mắt nhìn thẩm bão trần rồi nói đây là kiếm ý cùng ấn ký ý niệm do các đời cường giả của tọa phòng kiếm lưu các ngươi lưu lại biến thành sao thường sinh kiếm vũ <laughs> chỉ là ngoại vật mà thôi bọn họ đã chết rồi mà còn phải liều mạng vì đám con cháu bất hiếu các người lũ tổng bồn chính đạo các ngươi còn tàn nhẫn hơn ma đạo chúng ta thẩm bảo trần nâng sáo trúc trong tay mình thản nhiên nói tiền bối tọa vòng kiếm lưu lưu lại thường sinh kiếm vũ vốn là để che chở cho chúng sinh thiên hạ bọn họ có lòng thương chúng sinh nên mới có chấp niệm để thứ này chịu lòng đồng trong tử đường mới là đại bất kính đối với chữ vị tiền bối đồng hoàng thái nhất nhíu mày vừa rồi hắn chỉ thuận miệng mỉa mai mà thôi có điều hắn cũng biết đây là thủ đoạn mà các tiền bối tỏa vong kiếm lưu lưu lại. Hơn nữa trong toàn bộ tỏa vong kiếm lưu, có lẽ trừ thẩm bảo trần ra, không ai có thể vận dụng được thứ này.